vị đang theo dõi phần tin tức của Vy Quốc Trang và Diệu Quyên. Tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin Trung Cộng vừa tiếp tục bành trướng sự chiếm đóng tại Biển Đông. Phần tin chi tiết của Trang gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, tin tổng hợp cho biết là các giới chức của Philippines và Hoa Kỳ bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Cộng tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây cất tại các vùng đang tranh chấp tại Biển Đông. Họ mô tả những công trình này rất lớn và ngày càng mở rộng. Thứ trưởng Ngoại giao của Philippines Evan Garcia nói, Philippines khẳng định sự lo ngại của mình về các hoạt động làm mất ổn định trái ngược với tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông cũng như là pháp luật quốc tế. Trong khi đó, phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Daniel Russell cho rằng các hành động của Trung Cộng là một mối lo ngại lớn, không chỉ đối với các bên tuyên bố chủ quyền mà với mọi quốc gia ở Thái Bình Dương và sự tự do hàng hải. Thứ trưởng Quốc phòng của Philippines Pio Lorenzo Patino diễn tả hành động của Trung Cộng là rất nguy hiểm. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ thúc giục khối ASEAN và Trung Cộng nhanh chóng hoàn tất bộ luật quy tắc ứng xử tại Biển Đông nhằm để ngăn chặn xung đột lãnh thổ có thể dẫn đến chiến tranh. Kính thưa quý vị, từ tháng 5 năm ngoái, thì Philippines tố cáo Trung Cộng đã tiến hành xây dựng trái phép ở một loạt các bãi đá ở Trường Sa, thậm chí còn xây cả phi trường tại đây. Trong khi đó, thì Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì Trung Cộng đã ngang nhiên chiếm đóng và liên tục mở rộng các hòn đảo mà không thấy Việt Nam chỉ trích hay tuyên bố gì. Chính quyền Hà Nội còn hạn chế các phương tiện truyền thông nhắc đến vấn đề Biển Đông và họ cho đây là vấn đề tế nhị ảnh hưởng đến ngoại giao giữa hai quốc gia. Gần đây, vào ngày 19 tháng Giêng năm 2015, người dân Hà Nội đã đến tượng đài Lý Thái Tổ tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ Hoàng Sa. Thì chính quyền Hà Nội đã cho rất nhiều công an đến phá nát các lá hòa. Bản tin sau đây liên quan về việc Cục trưởng Đường sắt Việt Nam bị chết trong phòng làm việc. Thưa quý vị, vào chiều ngày 22, ông Nguyễn Hữu Thắng là Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đã tìm thấy bị chết trong phòng làm việc. Nguyên nhân cái chết vẫn chưa được biết rõ. Cửa cổng trụ sở Bộ Giao thông Vận tải đã đóng kín không cho báo chí vào bên trong. Vào lúc 9 giờ 35 phút tối thì mới có một xe cứu thương vào bên trong chở thi hài ông Thắng. Ông Nguyễn Hữu Thắng từng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đình chỉ chức vụ trong tháng 4 vì ông Thắng đã tỏ ra bất mãn đối với công trình thiết lập con đường sắt nối liền Hà Đông và Cát Linh. Vào ngày 24 tháng 4 năm 2014, trước việc tăng kinh phí xây đường sắt Hà Đông và Cát Linh thêm 339 triệu Mỹ Kim, thì ông Thắng nói rằng ông ta đã làm hết khả năng. Nhìn dự án như tuyến đường số 3 nối liền Nhổn và ga Hà Nội đã ra hai lần khởi công mà chẳng làm được gì, nhưng ông ta điều chỉnh thì lại bị chỉ trích. Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông là tuyến đường sắt xây trên cao với chiều dài trên 13 cây số, xuất phát từ đường Cát Linh. Chủ đầu tư dự án là Cục Đường sắt Việt Nam, nhà thầu là công ty TNHH, tập đoàn Cục 6, Đường sắt Trung Cộng. Dự án đã được chọn làm công trình mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội, được dự trù sẽ hoàn tất vào năm 2015, giải quyết một phần nhu cầu đi lại của người dân Hà Nội từ phía Tây Nam vào trung tâm thành phố. Nhưng công trình này hiện nay vẫn còn làm cho người dân Hà Nội phải liên tục đau đầu. Vào chiều ngày 11 tháng Giêng, hỏa hoạn đã xảy ra làm cho nhiều người bị thương. Việc đi lại ở phía dưới công trình đường sắt Hà Đông và Cát Linh là nỗi sợ hãi vì đoạn đường này rất hẹp. Người làm việc bên trên thì lại cứ làm, người đi bên dưới thì lại cứ đi. Tình trạng rất nguy hiểm nhưng không còn đường nào khác và buộc mọi người vẫn phải đi qua đoạn đường này. Táo của Hoa Kỳ bị nhiễm khuẩn nhưng vẫn bán rất đắt ở Việt Nam. Thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng, Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức là FDA, đã có quyết định thu hồi những quả táo mang nhãn hiệu Granny Smith và Gala sau khi họ tìm thấy là táo đã bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Sau một ngày xôn xao, thì các siêu thị tại Hà Nội cho biết là táo Gala của Hoa Kỳ vẫn được bày bán với giá khoảng 60.000 đồng mỗi ký. Các nhân viên siêu thị nói rằng táo đang được bày bán có xuất xứ từ Hoa Kỳ, đi qua 3 vòng kiểm dịch cho nên an toàn. Các cửa hàng bán trái cây trên đường Thái Hà, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Giàng Võ, Lý Thường Kiệt là các loại táo bị thu hồi tại Hoa Kỳ và hiện nay đang được bày bán với giá 129.000 đồng một ký tại hầu hết các hệ thống cửa hàng bán trái cây nhập cảng. Theo như phúc trình của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, tức là CDC, tính cho đến ngày 9 tháng Giêng đã có 34 người bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Trong số những người bị nhiễm, có 31 người đã phải đến bệnh viện, ít nhất 3 người đã tử vong.
Theo cơ quan FDA, thì những quả táo bị thu hồi đã được xuất cảng sang Việt Nam và những quốc gia như là Canada, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Mã Lai, Phi Luật Tân, Sri Lanka, Thái Lan và Ả Rập Thống Nhất Emirates. Tại siêu thị Phoebe Mart, gian hàng táo nhập cảng bày bán ghi rõ táo xanh Mỹ và táo bổ dưỡng, còn ở phía dưới đủ loại táo, từ táo xanh đến táo đỏ. Thưa quý vị, táo có hiệu Granny Smith và Gala là hai loại táo mà FDA cho biết đã bị nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes. Tuy nhiên, nhân viên siêu thị cho biết đây là hai loại táo đang bán rất chạy. Tại Sài Gòn thì hai loại táo Gala và Granny Smith vẫn được bày bán bình thường ở các siêu thị. Và loại táo Granny Smith được bày bán với giá 77.000 đồng một ký, Gala bán đến với giá là 85.000 đồng một ký. Tại các khu thực phẩm ở chợ Gò Vấp, chợ Bà Triều, chợ Phạm Văn Hai và chợ Bến Thành, thì hai loại Gala và Granny Smith cũng được bày bán bình thường. Cả người mua lẫn những người bán đều nói rằng không hề biết được tin tức gì về việc Hoa Kỳ đã thu hồi vì táo bị nhiễm vi khuẩn. Thưa quý vị, một câu hỏi được đặt ra đó là có giải pháp nào để cứu cho dân tộc thoát khỏi ra thể chế cộng sản cũng như là bảo vệ cho Giang Sơn tại Việt Nam và Trung Cộng hay không? Thưa quý vị, Trần Hưng Đạo, đó là Trần Trung Đạo, là một tác giả tập thơ nổi danh Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, sẽ trả lời câu hỏi này trong chính luận của ông, vừa được ra mắt vào cuối tuần vừa qua tại phòng sinh hoạt của thành phố Westminster, miền Nam California. Kính mời quý vị cùng theo dõi phóng sự do phóng viên SBTN Lâm Huyền Vi tường trình sau đây. Rất hiếm khi có một buổi ra mắt tác phẩm mà tác giả lại không còn sách để ký gửi cho độc giả của mình. Nhưng chuyện đã xảy ra ở thành phố Westminster, Nam California cuối tuần vừa qua với tác giả Trần Trung Đạo, một văn thi sĩ đến từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười là tấm lòng của tác giả, một người con đối với mẹ mình. Nhưng theo nhà thơ Trần Trung Đạo, quốc gia Việt Nam là tối thượng. Tôi là con người, tôi cũng biết xúc động khi một người nào đó giữ cha mắng mẹ tôi. Tôi cũng biết xúc động và cảm thấy sự khỉ dục nếu một người đó nói nặng tôi. Nhưng mà có một điều rằng đất nước lớn hơn những cái đó nhiều. Dân tộc mình chịu được những khăn, bản thân tôi chịu được nhiều. Những thị phi của tôi không ăn thua gì với cái chịu đựng của cả một cái dân tộc Việt Nam hơn 40 năm nay. Đó là những chịu đựng gì? Nhà biên khảo lịch sử Phạm Trần Anh, trong vai trò diễn giả nói về tác phẩm, đã nói về những chịu đựng này như sau. Nhìn lại Việt Nam, chưa bao giờ dân tộc phải chịu đựng sự phân hóa chia rẽ trầm trọng như hôm nay. Hơn thế nữa, bằng các chủ nghĩa cộng sản và phát xít, chính quyền cộng sản Việt Nam còn làm thui chột sự phát triển mọi mặt của dân tộc, đặc biệt là các thế hệ tương lai của đất nước. Nền giáo dục một chiều phản khoa học, những cái đinh đóng sâu vào ý thức con người từ thuở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, đã khiến cho động vật cao cấp con người trở thành con vật chỉ biết tùng phục, chỉ biết lao động, thậm chí trở thành một vũ máy vô hồn, lạnh lùng vô cảm. Tàn nát cái nhân dân bao nhiêu thì tập đoàn Việt Nam cộng sản hèn nhát cúi đầu dâng đất nhường biển cho quan thầy Trung Cộng bấy nhiêu, từ công hàm nhường biển của Phạm Văn Đồng đến mặt nước bắn. Bà Nguyễn Thị Phương Lan cho biết không chỉ yêu thích Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười hay Người Lính Già Vừa Chết Đêm Qua, các bài tiểu luận, mà còn cảm phục lòng yêu nước của tác giả. Nếu mà tác giả Trần Trung Đạo không phải là người Quảng Nam thì chị có tới không? Nếu mà tác giả Trần Trung Đạo không phải Quảng Nam thì cũng biết nhiều những cái là bài thơ viết về cái tâm hồn yêu nước. Mình ủng hộ cho những tâm hồn mà đánh giặc rồi này kia yêu nước thì cũng vẫn tới. Nhưng mà thật sự ra tìm vì Quảng Nam hay hơn. Bởi vì tôi là dân Quảng Nam, ông anh tôi cũng rất sắc, cũng tự hào là người Quảng Nam, nơi sản xuất những nhân tài. Và nhân tài xứ Quảng mà diễn giả Phạm Trần Anh khen ngợi là một sĩ phu thời đại, hậu duệ của chí sĩ Phan Chu Trinh và Trần Quý Cáp trong lịch sử Việt Nam, đã đưa ra giải pháp cứu đất nước và dân tộc. Không có con đường nào khác ngoài con đường dân chủ. Buổi ra mắt tác phẩm chính luận của tác giả Trần Trung Đạo có sự tham dự của thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí, nghị viên thành phố Garden Grove Chris Phan, các văn thi sĩ, đồng hương Quảng Nam, độc giả các giới và giới truyền thông địa phương. Từ Westminster, Lâm Huyền Vi, SBTN. Chỉ có thể vượt qua nếu mỗi chúng ta biết đặt qua một bên những cái tự ái cá nhân, những cái quyền lợi đặc phái để đi chung một con đường. Chỉ có sức mạnh đoàn kết dân tộc mới giải phóng được Việt Nam và không có con đường nào khác.
Xin cảm ơn phóng viên Lâm Huyền Vi. Và sau đây là phóng sự từ Denver, Colorado. Phóng viên Vũ Nhân thực hiện phóng sự ghi lại tâm tình của Linh Mục Đặng Sơn Tùng, Giám đốc Trung tâm Tuổi Hạc tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, Trung tâm Tuổi Hạc tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado, đây là một tổ chức bất vụ lợi do một số thiện nguyện viên phụ trách nhằm mục đích phục vụ cho quý đồng hương cao niên cùng những người dân sống tại thành phố Denver và các vùng phụ cận. Vũ Nhân kính mời quý vị chia sẻ tâm tình của Linh Mục Đặng Xuân Tùng, Giám đốc điều hành Trung tâm Tuổi Hạc. Trước hết, tôi xin kính chào quý ông bà, anh chị em, khán thính giả của đài SBTN. Thì Trung tâm Tuổi Hạc trở thành một cái nơi mà các cụ có thể nương tựa. Mình giúp cho các cụ về điền đơn, thông dịch, đưa đi bác sĩ, social security, housing, rất là nhiều việc. Ngoài ra, mình còn giúp cho chẳng những người già mà mình còn giúp cho những người nghèo khổ trẻ hơn là 55 tuổi. Dạ, thưa cha, Vũ Nhân được thấy những cái sinh hoạt của cha ngoài cái sinh hoạt giúp những người già thì Vũ Nhân thấy cha cũng có tham gia nhiều cái sinh hoạt. Thì mình đã vận động và kêu gọi những người đồng hương của mình, những người đã trở thành công dân Hoa Kỳ nên cần phải có đi bầu. Thì cái lá phiếu của người dân Việt Nam tại Colorado, mình nói chung chung là những người Á Đông. Cái số lá phiếu đó, nó gọi là swing vote, đã trở thành một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái chiến trường về chính trị. Mình không làm chính trị nhưng mà mình nhìn thấy để cộng đồng người Việt Nam của mình có được một tiếng nói, mình phải hãy sử dụng một cái lá phiếu. Và khi mình vận động như vậy thì cả hai đảng, đảng nào cũng thấy một cái giá trị của mình nên họ nhờ đến mình và làm quen đến bên mình. Thưa cha, với những sinh hoạt của cha giúp ích rất là nhiều cho cộng đồng người Việt quốc gia tại tiểu bang Colorado, thành phố Denver, Linh Mục thì làm sao làm chính trị, thì cha nghĩ cái vấn đề, cái câu nói đó nó như thế nào thưa cha? Cái câu này tôi nghe rất là thường và rất là nhiều, mà chính cả từ các linh mục khác cũng nhắc nhở mình là đối với một cương vị mà là linh mục, tại sao mình hay dính vào chính trị. Tôi nghĩ tôi không có làm chính trị vì tôi là người Mỹ nhưng là gốc Việt. Mình được cái sự tự do dân chủ nhưng mà mình nhìn lại cái đất nước quê hương của mình chưa có được tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, và đây là một cái lợi ích cho quê hương đồng bào của mình, nên tôi làm việc những việc này là vì tình bác ái, tình yêu thương đồng hương của mình. Tôi không làm chính trị. Vũ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của cha dành cho đài truyền hình SBTN. Xin cảm ơn và chúc toàn thể quý ông bà anh chị em khán giả thính giả của đài SBTN một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy ơn Thánh Chúa. Xin cảm ơn phóng viên Vũ Nhân. Thưa quý vị, đến đây một lần nữa chúng tôi xin được tạm ngưng phần tin trong giây lát. Khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một số các tin trên thế giới. Mời quý vị nhớ đón xem.